mày tao chửi qua chửi lại. Sao đó tức quá vợ mày dám kêu thằng thằng mày cái em nói rồi chứ, ủa mày nhỏ tưởng tao mà tao không quyền chơi. Em khóc xong cái anh thấy vậy, cái anh tội nghiệp em quá, xong cái anh lấy dầu anh xoa cho em. Em không có tao xoa đâu, em nói đúng tao rồi, đừng xoa tao nữa. Chào anh Thuận, con vợ. Rồi, bây giờ xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thân Dòng Kỳ, năm nay là em 28 tuổi, là em là kỹ sư điện. Dạ, quê em ở Bình Định. Dạ, em chào anh chị, em tên là Huỳnh Thị Tế Hiệp, em năm nay 29 tuổi, em là kế toán. Hai em cơ duyên nào mà gặp nhau ta? Cách đây là 9 năm, em đi theo bạn trai cũ của em, đi về quê bạn trai chơi, thì gặp chồng em luôn. Dạ, lúc đó... Bá đạo, bá đạo, dạ, em, bá đạo. Dạ, lúc đó cái điều này đi... phải có lý giải nè. Dạ, tại vì... bạn trai cũ của em là bạn thân của chồng em. Em vẫn lúc đó vẫn có bạn gái. Sau này sau mới vô Sài Gòn, bạn em với vợ em bây giờ chia tay. Quen xong quan tâm, lúc đầu là chỉ có bạn bè thôi, nhưng mà cuối cùng là có một bữa nhìn thấy ủa sao con này đẹp quá. Trời ơi, ôm luôn rồi cưới chị luôn. Xong lúc đó chị nhói tim luôn, cảm giác rồi được anh này được. Thâu đầu đã phải không? Thâu đầu rồi. Chịu luôn chị. Đúng một nửa của mình rồi. Sau khi cái bạn nó bỏ đi, em có cảm thấy áy náy không? Sau này quen nhau mà 3 tháng sau á mới nghĩ ủa sao mình kỳ cục vậy. Tại lúc đó là quen nè. Không, nói chung 3 trong... tháng sau mới cảm giác cái đó. Không, nói chung mà vẫn có ít ít ít. Nhưng sau này á, 3 tháng sau á, sao em mới nói với em á, thôi bây giờ chắc mình ấy giờ cũng nhận thấy có lỗi quá. Thôi vậy em đi bỏ lên Đắk Lắk. Bỏ em đi luôn á chị, 20 ngày. Là em thì cứ chờ điện thoại chờ hoài luôn, không thấy gì. Rồi sau đó thì là có quay lại không? Em vẫn quay về. Về rồi em mới nói là thôi hai hai đứa chia tay đi. Hai vợ chồng em là chia tay 2 năm. Sau con đợt đấy em ở dưới Long An á, bạn em hồi đó có liên lạc với vợ bây giờ. Sau mới gọi uống phê, thì em cứ nghĩ là uống phê bình thường thôi. Ai về lên thấy em lên trước. Sao không đỡ nữa chị lót tót chị lên cái ủa. Sao gặp gặp sao hai đứa mới cảm thấy vẫn còn tình cảm. Sao hai đứa tiếp tục quen 7 tháng sau kia rồi bác sĩ kêu cưới luôn. Cưới là do bác sĩ kêu cưới. Sau khi cưới lấy xong rồi có khổ không? 3 năm đầu hôn nhân cũng dữ dàng lắm á chị. Đâu dữ dàng chiến đấu là kịch liệt lắm luôn á. Sao đâu là có một cái đợt là chuẩn bị chồng tiền đất là sáng ngày mai chồng, mà tối nay là chồng em đi lấy tiền công trình về, xong rồi chồng em đi nhậu luôn, em điện về không chịu về, cứ cà kê miết, xong cái tới chừng khoảng 11 giờ đêm chạy về đem tiền về, cái em cầm cục tiền đó quăng hết vào đường luôn. Trời đất ơi. Là em vô em coi em ngủ. Mà cái tiền đó khoảng nhiêu? 20 mấy triệu á. Trời mà quăng vậy hả? Dạ. Mà lúc đó em tức lắm, em làm cũng cực để tiền em lấy về để mà lo cuộc sống gia đình mà sao lại mua đất mà cái đâu ấy ấy đâu. Xong rồi em mới tức quá rồi em mới gọi điện cho con bé bé mà em làm ở chỗ làm á. Em rủ bé bé đi ba với anh chơi. Chứ anh buồn quá. Sau em mới dặn bé vô ba chơi nhậu, nhậu xong rồi em cũng say rồi, em chở bé về. Rồi em về, về sáng hôm sau lôi động vậy nói nữa. Nhưng mà tối hôm đó em có biết là chồng em đi ba với một người không, gái khác em không? Hoàn toàn không biết chị. Xong rồi mấy ngày sau em lục điện thoại ra mới biết. Biết xong em tức quá mà. Xong cái em mới nói ông Kỳ giờ ông muốn gì, thôi thì bây giờ ông chọn đi, một là tôi, hai là ông nhỏ đó. Cái ông im miết vậy. Im miết mà không nói là chọn ai. Cái bạn xương đó luôn á. Lúc đó sao quằn vợ đòi ly dị sao tùm lum hết. Sao em mới tức em không nói. Nhưng mà lúc đó là chưa biết chuyện mà em là đi chơi. Mà rồi sau đó thì cái em đòi ly dị, cãi nhau sàn luôn. Mày tao chửi qua chửi lại. Xong rồi tức quá vợ mày dám kêu thằng thằng mày. Cái em nói rồi chứ, ủa mày nhỏ tưởng tao mà tao không quyền chơi. Em để cười sung sướng. Con nói nghe nè, thật ra là còn mày tao nữa không? Dạ cũng còn. Nói chung là hạn chế, ví dụ như giỡn thì mày dễ chút xíu thôi. Trời giỡn kì. Có lúc nào mà em tức quá về cái chuyện mà cứ xưng mày tao với em không? Ý lớn hơn mình á rồi nó ăn hiếp mình hoài. Không, nhiều lúc hai vợ chồng tức nhau á thì em biết tính vợ em thì nó cũng hơi ngang, thì nói cho thỏa lòng, nói cho nó đã vậy. Nhưng mà xong là cũng xong, không có để là. Có bao giờ mà em đánh vợ em chưa? Dạ có một bữa em đi nhậu về á là xỉn rồi mà em ngủ xong rồi vợ em kéo em đứng dậy nói hoài em không nói, rồi sau cái kéo qua kéo lại cũng đùi em cũng nói tới 2 giờ sáng rồi.
vẫn kéo, chị biết từ 10 giờ mà tới 2 giờ sáng kéo tới 2 giờ sáng quá, lúc đó mình tức quá rồi. Nhà có hai mẹ con em thôi, sợ em trưởng kế luôn á chị. Nhưng mà lúc đó em làm sao? Em kêu con này nó liều với ta. Con này nó liều với ta. Rồi nó nói mình là con luôn đó, rồi lúc em lúc đó em tức rồi ạ. Mà suy nghĩ thôi chứ không có nói ra. Suy nghĩ à. Đâu dám nói ra cho bị bỏng tay. Sao mà vợ em có cây mà quýnh con á. Em có một bên không á chị. Bữa nay nằm xuống tôi xử bài đó, tôi dạy bài cho. Thì em bắt giờ em nằm xuống đó thôi chứ nằm. Sao có nằm không? Không, không anh. Lớn rồi đâu phải con em nữa đâu mà nằm. Đứng dậy, đứng dậy quất em luôn. Quất em luôn, em lấy càng quất cho mấy cái. Hay quất ở đâu? Quất lên lên. Như em quýnh con em sao là chồng em quýnh em y xì vậy. Trời ơi. Sách tay là quất chị. Quất kìa nè. Dạ. Mà quýnh thiệt luôn hả? Quýnh thiệt luôn á. Quýnh đau điếng luôn á. Rồi sao? Rồi có khóc không? Không, em khóc. Em khóc xong cái ảnh thấy vậy cái ảnh tội nghiệp em quá xong cái anh lấy dầu anh xoa cho em. Em không có tao xoa đâu. Em nói đúng tao đâu, đừng xoa tao nữa. Sao? Anh buồn buồn, có anh khóc. Anh khóc xong cái em lấy chai siro của con em á. Em hù. Em uống thuốc tự tử. Trời. Em quay cái mặt qua em uống. Xong tự nhiên chồng em thấy em làm xuống mà cái chai thuốc còn đó. Chồng em tới lắc lắc thấy chai thuốc hết mất. Sợ mất không? Kêu em à, giờ giờ đi bệnh viện nghe, anh chở em đi bệnh viện. Lúc đó anh em luôn á chị. Anh chở em đi bệnh viện nghe, em kêu xe tao ra. Sao nữa? Xong rồi anh mới gọi điện cho con bé em chạy qua. Lúc em tưởng vợ em tưởng thiệt. Không, em cũng sợ chứ. Sợ xong rồi lúc đó em mới gọi mấy em kêu bé Linh qua coi chị ba mày sao mà tự nhiên mà xong nó uống rồi nó nằm anh ba sợ mà anh ba chở đi bệnh viện nó không chịu. Vậy Mỹ Linh chạy qua tìm cho thấy Mỹ Linh gửi em ba chai siro. Em kêu ồ đồ mày lộ đó, em cũng mất cười. Cái em cười lên cái là thôi không dạ. Không mà có mấy bữa mà hai vợ chồng cũng giận nhau lắm, cũng đòi ly dị ly hôn. Xong có đợt mà em làm thì chuyện tiền bạc của em á thì vợ nó cũng tức. Rồi mà tiền công trình của em nhiều lúc em giấu vợ em không có nói đâu. Nhiều lúc mà em đi làm nhưng mà em cứ làm chỗ này em đắp bù đắp nhưng mà cuối cùng là tiền người ta giật tiền của em á, nhưng mà em không muốn vợ không biết. Nên là em cứ lấy này đắp riết xong nó hụt. Nó hụt rồi mới nó hụt xong á chị. Cái không có nói với em đâu, thay vì vậy mình nói với vợ là em bây giờ anh hụt tiền hay là gì để em tìm cách em giải quyết. Không, cứ im yết vậy á. Xong rồi cái còn mấy triệu ở trên công trình đó chị, lái đâu được của ai á, cái đi đánh bài. Đi đánh bài xong cái em biết được, em đi tìm miếng không ra, cái em gọi điện qua cho chị chủ quán đó. Chủ quán kêu nó bên đây này Hiệp chạy qua đi. Em phi xe chạy qua luôn. Xong rồi cái em giục cái đăng ký vô cho tôi. Không, lúc đó em cũng sợ nghe, đang cầm bộ ba xe vô. Thấy quà hết hồn. Ủa rồi thấy ký không nói hết hồn em cũng ngại. Em thấy đông quá mà em cũng sợ. Tôi ký rẹt nhưng mà em không ký tên của em, mình ký tên người khác. Rồi giờ em về kêu thôi mấy anh cho em về, để em về xong rồi cũng đòi lý vậy nữa. Lý vậy cứ đi. Đi dốc lên nói chứ. Đây thì đây, tao mà sợ mày hả? Đi ra giữa đường cái anh chở em thẳng vô quán mì Quảng, ăn mì Quảng. Sao nó nên lễ ai làm việc bà? Đang ngày đi sáng rồi uống cà phê, phê qua bạn chơi lễ xong hết rồi xong rồi. Ủa quậy không? Ủa mà hồi đó giờ là hai đứa là viết bao nhiêu cái lá đơn rồi? Bốn lần rồi dạ. Gần đây nhất là chuyện gì nữa mà viết đơn nữa? Không, chỉ có cái đợt ảnh đi đánh bài rồi lúc đó là hết rồi phải không? Dạ, hết rồi. Là lúc đó là em đã phát hiện ra là chồng mình không phải là ăn chơi mà là do là bên công việc nó có một chút vấn đề. Thì lúc đó là em bù qua đánh bài. Kêu về nói chuyện. Anh nợ tiền công, nợ tiền vật tư bao nhiêu là em lo hết. Em về nhà cha mẹ hai bên á, em mượn tiền xong rồi á, em mới đứng ra em trả hết nợ cho chồng em. Rồi á, hai vợ chồng làm từ từ được. Nhưng mà lúc đó nói chuyện là nói kêu bằng anh em hay kêu không, người ta? Không, bằng anh em chị. Lúc đó vợ cảm ơn vợ vậy. Nói chung là tự nhiên vợ nó hiểu mình cảm vậy. Cảm động đúng không? Dạ, nói chung là mình suy nghĩ kêu ủa sao mình không biết để mà lo vợ con vậy mà mình lại đi làm những chuyện như vậy. Đó. Hôm nay thì em cũng tu tâm rồi, em mấy lần lo làm rồi. Cái mà... chuyện gì không Trình kêu em cái chuyện đó như vậy, nếu vợ em nó không góp ý không tiền bạc nó không thoải mái vậy. Nhưng mà anh hỏi em nè, em có thuốc không? Dạ có. Vậy làm dính hết 4 cái rồi đó. Tứ độ tường là ông dính hết rồi đó. Mê gái nè. Mê gái, dẫn gái đi qua. Mới cái khôn gì mê gái đó. Mới kết hôn mà đã mê rồi á. Rồi, rượu chè.
đúng chưa, hút sách thì bây giờ là hút thuốc à, với bài bạc nữa là tới độ tôi không có đủ rồi đó. Không mà em thôi, đi bỏ. Chồng mê gái à. Sao mà mới cưới xong mà đã mê gái là sao em biết? Thì cái lúc em mới sinh đó chị, thấy tin nhắn của bồ cũ ảnh á, nhắn tin mùi mặn lắm, em nhớ anh. Mà lúc đó mình mới sinh có hơn một tháng thôi, em tức em quậy luôn, em quậy sang em gọi điện chí chế gì cho cha mẹ chồng em, em mất dấu. Không, nhưng mà lúc đó là em thực tế là em cưới vợ rồi, em không suy nghĩ tới người khác. Nhưng mà những người bạn gái của em á thì mới gọi điện nhắn tin cho em thôi, nhưng mà em không nói chuyện bình thường thôi, em có đâu có nghĩ gì đâu. Sau cuối cùng tin nhắn thì em cũng đâu xóa. Ba tháng sau vợ vô sanh xong mà vô mà vẫn thấy tin nhắn là chị biết là em đâu có suy nghĩ gì. Nhưng mà không phải chị, đó là con người không có tạo lòng tin cho đối phương. Tại vì em quen ảnh đó là em rất là chung thủy mà lo cho cuộc sống tương lai của hai đứa. Nhưng mà ảnh đó quen lần 4-5 đứa luôn. Sao em biết? Trời ơi, đi khách sạn chị về nhắn tin cho em ơi anh đi khách sạn với nhỏ đó. Là hồi lúc đang yêu nhau á hả? Lúc đang yêu á. Trời ơi, vậy mà em chấp nhận luôn. Em ngu, hồi đó em ngu. Mê trai. Em mê trai. Chồng thì mê gái, vợ mê trai, bỏ qua luôn. Đó là em cũng nghĩ là em quen vợ mà vợ đó hiền lắm. Nghĩ mà hiền em quen thôi. Tôi cũng hiểu ông sao ông ốm nhom nhách vậy mà ông một hơi bốn đứa mà ông. Không, chứ ai biết em rủ đi chơi mà ông đi thì em đi người khác. Dạ như là anh tới đó anh rủ em đi chơi. Nhưng mà tại vì hồi đó là em cũng không có muốn đi chơi. Chị nghĩ đi làm là 8 giờ em mới tan sở là em mới đi về. Là thành ra là em không có muốn đi chơi nữa. Rồi có đánh ghen không? Không chị, vậy rồi em cứ buồn đó, chọn công viên là cái điểm của mình thôi. Khóc ra đó cứ ngồi khóc khóc đã rồi đứng dậy dắt xe đi về. Ừ, dạ. Bữa nào mà buồn ra ngoài khóc có một bụng dạ, xuất hiện cứ đi nữa, làm vui lắm. Nó mới một lần xuất hiện ấy. Rồi, thôi bây giờ nè, em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Chị mong muốn là chồng em có lỗi là phải xin lỗi, đừng có để vợ nó phát hiện ra rồi mới xin lỗi. Với lại bây giờ thì chồng em cũng là người đàn ông của gia đình rồi. Giống như sáng đi làm về là chiều sẵn sàng vô bếp nấu cơm cho vợ. Sáng ra là quét nhà lau nhà luôn. Hai mẹ con em cứ ngủ là chồng em dậy làm. Là thành ra bây giờ là em cứ nghĩ là cái đánh đổi của em á là nó cũng không là cái gì so với cuộc sống sau này đâu. Nên em mới nghĩ 3 năm đầu của hôn nhân thì vướng vấp ai cũng có. Nên bây giờ em chỉ mong chồng em là như bây giờ là được. Về nấu cơm cho em ăn. Có mong là từ bỏ 4 cái thứ kia không? Dạ em nghĩ là chắc chồng em bỏ rồi anh. Bỏ rồi. Dạ, từ cái cuộc là khủng hoảng tiền bạc là bỏ rồi. Chúc anh hỏi nè, bình thường á các cặp vợ chồng lên đây á đều có đeo nhẫn cưới. Ủa, vai chồng em không đeo? Dạ thôi em. Thì tại vì lúc cưới á thì tụi em cũng khó khăn tiền bạc lắm. Riết rồi cái nhẫn cưới của mình quên luôn. Rồi có năm ngoái á là chồng em nói là thôi đi làm nhẫn cưới, nhưng mà thôi em nói là mình đã qua cái giai đoạn khổ rồi. Thì bây giờ thôi thì không đeo nhẫn cưới cũng không sao hết. Thế em có muốn có được chiếc nhẫn cưới đâu? Dạ thì cũng có, em cũng mong là sinh nhật hôm nay chồng em tặng cho em cái nhẫn cưới. Dạ. Dạ thôi em, trong chương trình Dừng Son thì em mấy thì em có nhẫn, mua nhẫn tặng vợ. Trời ơi, ngạc nhiên chưa? Quỳ xuống nào Quang. Em 5 năm rồi, vợ chồng mình xảy ra nhiều chuyện lắm. Thôi anh nợ em lời cầu hôn. Thôi em làm vợ anh nha. Em với con là cuộc sống của anh. Thì nếu mà bây giờ đã đeo nhẫn cưới vô rồi á thì em cũng muốn chồng em giữ cuộc hôn nhân này và hãy là người chồng của gia đình như hiện tại là em hạnh phúc rồi. Bây giờ nè chị thay mặt chương trình ha, chúc cho cái đôi bạn này á là trăm năm gọi là hạnh phúc nè, rồi á những cái điều mà em ước mong là sẽ có và cái nhẫn cưới này á nó sẽ làm cho tụi em hạnh phúc hơn, yêu nhau hơn nghe. Và nắm chặt tay gì hoài nghe, nắm nha, đừng có buông nghe. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn. Em thấy mọi thứ nó quá chỉnh chu, nó quá sạch sẽ tới mức mình cảm thấy khó chịu luôn. Con trai nó hơi xề xòa một tí phong trần, nó mới quyến rũ. Không thích chồng đúng không? Còn em thì sao? Dạ em cũng không thích luôn ạ. Ủa gì kỳ vậy? Tại vợ em là tính cách là quá mạnh mẽ và nói khá nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp những câu chuyện của một cặp vợ chồng thứ hai này. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp đôi này. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Văn Bích, hiện tại em làm nhân viên văn phòng, đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Em là Tuyết Trinh, năm nay em 27 tuổi và em quê gốc của em là ở Đắk Lắk ạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì Trinh với Bích là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Hôm đó là vào cuối tuần thứ bảy á.
thì em cũng rảnh rỗi nhiều, em cũng lướt Facebook kiểu tìm đối tượng để em nhắn tin đó chị. Cũng nhắn tin tầm 2-3 người gì đó. Trong lúc đó thì vợ em mới trả lời, em mới bắt đầu câu chuyện với vợ em. Tại sao em trả lời ảnh? Có phải là em nhìn cái hình nền, em thấy ảnh cũng đẹp trai quá đúng không? Dạ không, avatar của ảnh là để cái hình phía sau lưng, rất là lùn, avatar rất là xấu. Facebook của em ở ngoài em không có xinh nhưng mà trên hình em rất là ảo. Lâu lâu lại có nhiều người nhắn tin làm quen thì kiểu em tin gì, nhà em ở đâu, em ăn cơm trưa, em rất là ghét luôn. Mà mình cũng không có cái tin là sẽ có cái tình yêu ảo ở trên mạng gì hết. Sáng hôm nay em đang làm thì em thấy tin nhắn Have a nice day Trinh, kiểu là nửa tay nửa ta, em không thích. Bạn hỏi một câu thì em phải 30 phút hoặc một tiếng sau mới trả lời. Thì cứ liên tục như vậy và em thấy người ta kiên nhẫn kéo dài cuộc nói chuyện với mình. Rồi cứ thế là tìm hiểu nhau thôi chị ạ. Bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ngoài đời? Dạ khoảng tầm 3 tuần ạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì em có cảm giác như thế nào về anh này? Rất là đúng giờ, cực kỳ đúng giờ. Lúc đó em còn đang ở nhà em make up thì bạn đã tới rồi. Và bạn xuất hiện trong trạng thái rất là bóng bẩy. Bóng từ cái xe tới cái người luôn. Cái người nó bóng như thế nào, cái xe nó bóng vậy luôn. Xe nó bóng làm sao? Có nghĩa là cái xe nó sạch tới mức mình nó chói luôn, nó lói luôn á. Tóc của anh là gió thổi là không bay được luôn. Anh rút keo kỹ đến mức mà gió thổi không bay luôn. Ngồi rất là phong thái lãng tử, mặc dù em đi em ra trễ cả tiếng đồng hồ. Vẫn không thật là em biết ngồi ở ngoài gồng cỡ nào. Thì em thấy mọi thứ nó quá chỉnh chu, nó quá sạch sẽ tới mức mình cảm thấy khó chịu luôn. Tại vì quan điểm của em là con trai nó hơi xề xòa một tí thì nó mới quyến rũ. Không thích chồng. Đúng còn rồi, em thích. Thì sao? Dạ em cũng không thích luôn ạ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa lý do? Tại vợ em là tính cách là quá mạnh mẽ và nói khá nhiều. Rồi sau đó thì các em như thế nào các em mới quen nhau? Em cũng tính là không nhắn tin nữa. Những người con gái trước của em là tính cách khác hoàn toàn với bạn. Thì em mới thử cho mình cơ hội để mình khám phá, mình tìm hiểu thử xem cái người tính cách mà không thuộc cái gu của mình xem như thế nào. Bạn thì ở Tút Đâu quận 7 á. Còn em thì lại tiếp tận Tân Phú bên này, là gần Bình Tân luôn. Và bạn rất là siêng, là ngoài giờ làm ra lúc nào bạn cũng chạy qua em cả, bất kỳ giờ nào. Không chạy quen thì bạn ở nhà bạn lại video call. Thì mình nó cảm nhận được là người ta là toàn tâm toàn ý như mình. Quen nhau như vậy á, một cái khoảng thời gian bao lâu tụi em mới cưới? Dạ khoảng 1 năm 3 tháng. Hai đứa có thường xuyên đi chơi riêng với nhau không? Dạ có, đi chơi riêng thì có, cũng có đi du lịch ạ. Và đi xa như vậy có thời gian ở bên nhau không? Điều đó là dĩ nhiên. Lần đầu tiên của tụi em thì lại ở Hồ Chí Minh này, chứ không phải là đi du lịch. Đám cưới của bạn của vợ em trong công ty á, thì hôm đó mấy bạn cũng ép em uống khá nhiều. Khi về á, thì trời cũng tối tối rồi, mưa rồi. Thì em mới rủ bạn này thôi, mưa quá rồi mình kiếm chỗ nào tấp vô mình nghỉ chút rồi về. Cái thái độ của bạn sao? Trời ơi, em thích lắm chị ơi. Em lúc đó em nghĩ là trời mưa, xe lạnh. Tháng mưa mà tháng mưa của tháng 11 nữa chị. Thì mình nghĩ trong đầu, ông trời đang ủng hộ mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần chờ một câu rủ trú mưa thôi thì chị nhìn. Là vô liền đúng không? Là vô liền. Mà bạn thì em không hiểu tại sao vô tới nơi bạn lại run vậy này. Bạn này này, cái run như kiểu là lần đầu á. Nhưng mà sau này em tìm hiểu thì không phải lần đầu. Thì mình này kiểu là mình cũng đang có cảm xúc. Xong bạn cứ mò, ủa em ơi, cái váy này mở sao vậy em? Đây, cái váy này mở sao vậy? Không đó, cái váy rất là khó mở. Và bạn, cái thời gian bạn mày mò thì cảm xúc em bị tụt mất. Nhưng mà vẫn xảy ra. Vẫn xảy. Đúng rồi. Mừng. Thực sự là hứng thú lắm em. Vợ em cũng khá nảy lửa nữa. Hình như vợ em là người chủ động trước em luôn á anh. Dạ. Hôm đó là cũng tanh bành với vợ em luôn á anh. Bây giờ là các em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Tụi em lấy nhau được khoảng 6 tháng rồi đó. 6 tháng. Tới phần này mới hay nè. Biết phần gì rồi đúng không? Em biết. Em cũng mong chờ lắm. Trinh, nói trước. Cưới nhau về thì em xin lỗi anh, nhưng mà bạn quá nhiều tật xấu đi. Thời gian mà mình yêu mình không có ở chung với nhau, cho nên mình không có vạch trần được, hoặc là mình không có biết được nhiều. Không vạch trần đó. Là cái mục đích em tham gia chương trình này là để phối chồng em. Bạn kỹ tính, kỹ và sạch tới mức mà em cảm giác như mình đang là con dâu và chồng em đang là mẹ chồng vậy đó. Hôm nào mà bạn đòi rửa chén là xác định là hôm đó bồn nước nhà em phải hết. Khi nào cũng rửa phải một nửa tiếng, hơn nửa tiếng. Mà chỉ có mấy cái chén thôi bằng đứa lâu mà bạn kỳ cọ. Rất là bạn quá ư là sạch đi. Rồi đồ giặt đồ của bạn rất là khó tính. Ví dụ như áo thun của chồng em mặc đồ ướt là phải khi mà phơi là phải gập lại rồi mới được phơi lên để không có bị hư phom áo. Nhưng mà khi khô thì phải khi móc vào tủ thì phải móc nguyên cái áo để khỏi bị gãy phom áo. Hoặc là quần khi gập thì phải vuốt thẳng thóm rồi mới gập rồi mới bỏ vào tủ. Rồi nhiều khi tự nhiên nửa đêm đang chuẩn bị đi ngủ rồi, em ơi trần nhà dơ quá, bây giờ lấy dễ lau trần nhà em ơi. Là giật bấm dậy đi đêm luôn nhà. Đó hả? Đúng rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi. Rồi còn gì nữa nè? Chồng em thì rất là yêu âm nhạc, mê âm nhạc, nhưng mà không biết hát. Nhưng mà mê âm nhạc sao gọi là tật xấu? Có nghĩa là mê tới mức mà ngủ dậy là mở.
đi toilet cũng mở, tắm cũng mở, thậm chí đang nằm mà cũng mở. Anh nghĩ là mở nhiều loại nhạc đúng không? Không, một bài nhạc. Bạn mở tới mức mà tới cái đoạn quảng cáo gì em biết em thích. Là theo trend đó phải không? Đúng rồi, bạn rất là thích theo trend. Ở trên mạng mà có cái trend gì chẳng hạn như là cái đợt đó có phim siêu anh hùng á. Và coi siêu anh hùng về là bắt đầu chiu 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 chiu. Hoặc là mấy cái trend chẳng hạn như là bà Tân Vlog là em ơi bây giờ anh nấu món này siêu to khổng lồ nha em nhá. Rất là thích theo trend. Mê, rất là thích ăn nhưng không biết nấu ăn. Ăn uống rất là lập dị. Có nghĩa là rất là thích chế mấy cái món chẳng hạn như là thường người ta nước tương người ta pha với lại tương ớt đúng không chị? Bạn là nước mắm đổ tương ớt vào trộn lên ăn. Hoặc là nhiều hôm đang ăn một nồi lẩu Thái em nhà mình có nem chua bỏ nem chua lẩu Thái ăn. Cái nem mà người ta gọi là nem Bình Định, nem Đồng Nai rồi này kia đó. Chế nhiều thứ lắm chị. Bơ mà lấy bơ ra cuốn bánh tráng mà chấm nước mắm ăn thì chị thử hỏi ăn được không? Đó mà chế vậy đó chị, ăn uống vậy đó. Cuốn bánh tráng chấm nước mắm. Rồi bây giờ tới em đó Bích. Tham gia chương trình này em có một mục đích giống vợ em không? Dạ có luôn anh. Có luôn hả? Dạ. Vợ em thì lúc mới quen á thì kiểu là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nhắn tin là dạ thư đàng hoàng. Đến lúc cưới về mới phát hiện. Không, bạn rất là dữ và kiểu là nói không còn nhẹ nhàng nữa mà lúc nào cũng lớn tiếng. Thì em thì em lại không thích lớn tiếng lắm. Một tật xấu nữa là quần áo á, anh thì lúc nào là cũng vô là nhét vô tủ. Đồ trong nhà á, thì em cũng lâu lâu em cũng gặp cho vợ em á, mở tủ ra là nó tràn ra như cái phô mai tràn á. Em cũng gặp lại rồi mấy hôm sau là cũng mở tủ ra lại tiếp tục tràn tiếp. Vợ em cũng là khá là nóng tính mà cũng hay cầu nhàu nữa. Mai em mặc cái đầm này á, anh chồng ủi giùm em đi. Thì em kêu em ơi anh nay mệt quá thì em tự ủi đi. Cũng lấy cái nệm ra ủi anh thì cũng quăng xuống trước mặt em mới bực quá. Em bảo vợ gì mà giữ như quỷ. Tới giờ vợ chồng nhàu em là cái vấn đề là chồng suốt ngày chồng kêu em giữ như quỷ này kia á. Sao chị Vân? Chị Vân nhìn như cái kiểu thương cảm. Thương cảm á, thấy nó hốt hoảng mà. Nó thảm thốt vậy nè. Em mong vợ em thay đổi cái gì? Rồi em thỉnh cầu luôn đi. Nhưng mà còn tật xấu em chưa kể hết chị. Nói đây còn hơn. Nhiều hôm là em mấy vợ em là cũng đang nằm thì vợ em cũng xem mấy cái tin tức trên mạng á là kiểu là chồng đi ngoại tình rồi này kia rồi về mắng chửi vợ này kia. Tự nhiên quay qua tát em không biết chuyện gì xảy ra. Giống như tự trời vậy đó. Dạ. Kiểu như áp đặt cho em bảo đàn ông khốn nạn này kia là anh là mai mốt anh đi ngoại tình là em mà có con là em nhảy suy diễn luôn. Dạ, tự suy diễn ra. Nhiều hôm là em đi đá banh về, bình thường là em 8 giờ về tới nhà, có hôm thì em thì tầm 9 giờ hơn về thì vợ em đuổi em ra khỏi nhà luôn. Tối về hai vợ chồng nằm nói chuyện á thì bảo là kiểu là cũng xem này kia là chồng kiểu là kiếm cớ ra ngoài rồi cũng ngoại tình rồi đi với cô này cô kia rồi kêu bận công việc công tác này kia. Tự nhiên về kêu vô đổ đầu tầm em luôn á. Dạ. Còn nghiệp nhỏ hết sức luôn rồi đó. Trời ơi, thế mà mặt nó vừa thở đứt quãng mà mặt tái đi da nhợt nhạt, tưởng là sắp mất tới nơi á. Thực sự mà nói em à. Rồi thôi bây giờ nè, sẵn đây nè. Em đâu, nhẹ nhàng em nói mong muốn thay đổi điều gì. Thỉnh cầu á. Trời ơi, vợ em là bớt càm ràm, bớt nóng tính và suy diễn đi. Tại vì em là lúc nào em cũng dành thời gian, luôn luôn dành thời gian cho vợ từ lúc quen đến lúc cưới. Là vợ em là chỉ có em nghe em rớt nước mắt luôn chị. Dạ. Thôi còn em thì sao? Mong muốn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn chồng em là anh bớt mê điện thoại lại, bớt bắt trend lại, bớt ăn uống đồ chế lại và đừng có kỹ quá. Kỹ quá em sợ luôn. Mà bạn nói nghe nè. Em nói tại sao em lại suy diễn vậy? Em không biết chị, em giống như là em ghen giùm xã hội đó chị. Em ghen giùm xã hội. Trời ơi em cao cả ghê. Nhiều khi em nghĩ em cũng quá đáng. Ví dụ em xem một bộ phim mà em thấy cái anh đó mà bỏ cái chị đó hoặc cái ông đó bỏ bà đó hoặc là vũ phu với lại phụ nữ đang quay quậy tán. Mấy cái thằng đàn ông như anh nghe cho mấy cái thằng đàn ông. Trời ơi mà tội nghiệp thằng nhỏ nữa. Nhưng mà cái chuyện này nó vẫn còn tiếp diễn không em? Dạ em nghĩ là sẽ còn á chị. Hiện giờ cái tình cảm của hai đứa đó là đứa nào yêu đứa nào hơn? Dạ em nghĩ là vợ yêu thương em nhiều hơn. Thực sự á Trinh ơi, em đẹp lắm á Trinh, chị nói thiệt luôn mà em có duyên nữa. Bây giờ á bớt mạnh mẽ lại chút xíu. Thùy mị lại chút xíu cho nó thuần luôn là coi như em perfect luôn. Thấy không? Với lại chú này có đi khám tim chưa? Mặt chú tái chú kể chuyện. Mặt chú hốt hoảng mà chuẩn bị nói điều gì là quay qua nhìn vợ cái hả? Đừng để cho chú bị yếu tim nó tội nghiệp chú. Ai nhìn là cũng là biết vợ em kèo trên. Mà trong khi đó là em đã xin phép là em cho em kèo trên rồi á. Dạ.
thay đổi lên một chút phải không? Ừ. Để mà cân bằng với nhau nha. Dạ. Ừ. Rồi, xin cảm ơn hai em và chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Ha, cảm ơn anh chị. Ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. Ôi, sao anh này body 6 múi sao đẹp quá. Chồng nghe video mình nhìn tinh thần không biết quả. Thôi ngày đẹp quá, rồi xong biết gì. Cùng mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Quốc Cường, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế công ty Katet. Rồi còn em? Dạ, em tên Nguyễn Thị Thế Bình, năm nay em 20 tuổi, em còn là sinh viên năm 3. Ồ, trời ơi, sinh viên năm 3. Hơn nhau nhiều quá ha, gần một con giáp lận. Dạ. Vậy là cái bộ chú rể bị ăn hiếp dữ lắm mà đúng không? Ừ. Có bị ăn hiếp ai? Dạ em ăn hiếp chồng em. Ồ, thì đúng rồi. Thì vợ trẻ mà, trẻ hơn tới 10 tuổi lần chứ bộ. Có mẹ nheo không? Người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. À. Em đang nhận em là tiên đúng không? Chào ông tiên. Hả? À. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Chúng em quen nhau qua trang Facebook ạ. Ai là người chủ động làm quen? À, em là người chủ động làm quen. Ừ. Anh hỏi thế thôi cho em biết câu trả lời. Làm dễ không em? Thì lúc đó em đang công tác tại Malaysia. Ừ. Ở nước bạn mà em buồn lắm. Ừ. Nên lên mạng mình chơi thì lúc đó mình thấy vợ mình trang điểm lè lẹt lắm, lúc đó mình tưởng là đã đứng tuổi rồi nên mới làm quen. Ai đâu cuối cùng phát hiện mới 16 tuổi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa trong Facebook đâu mà hiện tuổi lên sao? Thì lúc đó em đâu để ý tuổi. À. Em thấy mặt dễ thương là em cứ edit lại message thôi. À. Mà lúc đó em có trả lời là? Dạ, 2 tuần sau em có trả lời anh. À. Em trả lời xong anh còn chửi em là chậm. Ôi vậy. Trời, tới 2 tuần mới chịu trả lời. Nhưng mà cái lúc mà em thấy chồng em ở trên Facebook á, thì cái ấn tượng của em và ảnh sao? Dạ, lúc mà ảnh để avatar là đẹp khỏa thân mà theo kiểu nửa người á. Oh. Lúc mà em nhìn vô em chỉ thích là ôi sao anh này body 6 múi sao đẹp quá. Có 6 múi đẹp không? Dạ có 6 múi. Ồ vậy đó hả? Chứ không anh ghép hình hả? Dạ không ạ. Nhưng mà lúc ấy sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm quen với anh này? Anh lớn hơn mình nhiều quá mà. Dạ tại lúc đó thì cũng tuổi trẻ đó chị. Thì em cũng thấy bạn bè em ai cũng có bạn trai bạn gái. Mà bạn bè em thì cũng có một vài người có bạn trai bạn gái bên nước ngoài. Thì lúc ấy thì em suy nghĩ là ừ anh này chắc đi Malai có tiền giàu lắm nên có thể là cưng chiều mình đó chị. Ừ. Dạ, nên em mới đồng ý là quen. À. Còn bao lâu thì em biết tuổi của vợ em? Em quen vợ em gần một tháng thì em bay về gặp vợ em lần đầu tiên, gặp ngay cái chỗ bệnh viện tâm thần ở dưới Biên Hòa. Hẹn nhau ở đó. Tại vì cái địa điểm đó rất dễ tìm nữa. Cái em đi hỏi bệnh nhân thần là ta chỉ. Rồi sao? Khi như vậy thì vợ em mới dẫn em đi đi ăn. Lúc đó em mới nhìn lại em nói em đừng có gạt anh nha, em bao nhiêu tuổi. Lúc đó vợ em mới khai thật là 16 tuổi. Rồi em sốc không? Lúc đó em sốc chứ. Sốc rồi. Một là chạy đi hay là chạy sầm vô. Cái này là mình đã phóng lao, mình theo lao. Và với cái độ tuổi của em, trò chuyện và tiếp cận cô bé này thì em thấy nó có sự khác biệt. Cái sự khác biệt rất lớn. Lúc đó thì vợ em chỉ muốn là ngọt ngào, em làm mình sẽ giận mà. Nên giọng của em lớn tiếng quen rồi. Em cứ nói chuyện sân sáng, nên nó giờ suốt ngày cứ đòi giận hờn rồi chia tay miết luôn. Vậy chán không? Cảm thấy rất chán mà mình phải cố gắng. Đó là em còn ở bên Mã Lai không hay là đã chuyển công tác ở đây về đây rồi? Dạ, lúc đó em vẫn còn bên Mã Lai chị. Em về nước lâu chưa? Hơn 5 rưỡi. Ừ. Em cái giai đoạn mà ông xã em phải làm việc ở bên Mã Lai, em thì lại ở đây, thì em một cô bé mà mới lớn như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Lúc đó thì em chưa có cảm thật sự là yêu ảnh. Bắt đầu em yêu ảnh thật sự là ảnh bị tai nạn giao thông bên Malai, là té xuống vực, trong đó có 7 người thì có mình ảnh sống sót. Ồ. Thì bữa đó là nói ra là cái người lái xe là em, nhưng mà do buổi tối hay chồng gây lộn nên buồn quá không ngủ được, đến sáng rất buồn ngủ đâu lái xe được nên mình nhờ người khác lái. Thì do ảnh chạy xe như thế nào mình không biết, nó đang ngủ nữa. Thì lúc tỉnh dậy là chỉ biết nằm trong bệnh viện thôi. Em nằm trong bệnh viện lâu không ạ? Em chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Trời ơi, người ta chết hết vậy đó mà mình chấn thương phần mềm thôi. Mấy người kia thì do mà không có sức bay an toàn á. Nên là họ rơi thẳng xuống vực. Còn cái xe thì treo lơ lửng ở trên nhánh cây á. Vậy là em là treo ở trên cây chung với cái xe đúng chung không? Chung với xe. Ồ. Lúc mà em nghe cái tin như vậy thì cái phản ứng em sao, có bay qua bển không hay là như thế nào? Dạ thì lúc đó em chỉ là học sinh mà ba mẹ em cũng chưa đồng ý chồng em. Thì em chỉ biết là gọi điện với lại một cái anh kế toán ở bển nó của ảnh. Ừ. Là cập nhật thông tin. Nhưng mà anh kế toán nó báo là chồng em giống như kiểu là chết lâm sàng vậy đó, 3 lần. Là ngực tim ngừng đập.
Thì lúc đó là em coi như là em hết hy vọng rồi. Là bắt đầu em mới tức tốc chạy từ Biên Hòa lên Sài Gòn để thắp nhang cho ông nội của anh, để mong sao mà anh tỉnh lại. Mà đúng thật sự màu nhiệm là anh đã tỉnh lại. Vậy là em là thuộc loại người ở dưới đó người ta chê em đó em. Xin xuống hoài mà ta đuổi lên đó. Trời ơi, tức là em còn nợ cô này. Đó. Bắt buộc phải trả. Rồi, bên gia đình em cũng chưa có đồng ý về anh này. Dạ. Thì là điều gì mà khiến mà không đồng ý? Là em chỉ mới 16, 17 tuổi. Thứ hai là do trên lịch tuổi tác, do chồng em lớn hơn em nhiều tuổi. Nhưng mà em quyết vượt qua. Dạ, anh này cứ đi đi về về thăm gia đình em Tết, những dịp như vậy. Bắt đầu ba mẹ em mới hiểu. Hai vợ chồng mới nói là thôi anh về luôn đi, rồi mình xin cưới. Thế là được cưới. Dạ, đầu tiên thì chúng em chỉ xin là đám hỏi. Nhưng mà sau mẹ em đi coi thầy bói, cái điện cực thôi ngày đẹp quá, rồi xong quốc luôn. Bây giờ rồi. Lấy nhau rồi thì vui không? Còn chia tay nữa không? Dạ còn. Vẫn còn đó, thấy chưa? Đâu giờ sao đây em kể về cái tính xấu của cô này. Nhiều tính xấu lắm anh. Lúc mình quen nhau á, ăn cái gì uống gì cũng anh ăn trước đi, anh uống trước đi. Nhưng mà sau về á, ăn xong gần hết rồi đó, bắt đầu mới là đang quên. Trời, con nít nó khôn lắm em ơi. Ủa nhưng mà tại sao trước đó thì lại là cái gì cũng ăn mà bây giờ cưới vậy rồi? Đơn giản thôi, con nít mà nó sợ bỏ độc á, giống như bí ngô, giờ nó ăn gì nó mẹ ăn trước đi có ngon không con mới ăn đó. Rồi trẻ con thì có hay suy nghĩ những cái gọi là nó hơi bị xa vời chút xíu đó, kiểu nó lãng mạn nè, có không? Cái này lãng mạn không có. Lãng mạn không có. Không có, nhưng mà suy nghĩ thôi cũng lãng sạn. Nghĩa là đọc trên báo hay là lên trên Facebook thấy người ta đòi chia tay vì lý do là chồng có vợ nhỏ vậy đó. Đầu về là mày coi chừng tao nha. Cái gì? Có khi nào mà kêu mày tao không? Rất nhiều anh. Ủa? Rất nhiều. Dạ. Sao vậy? Sao kêu mà nhỏ hơn người ta mà kêu tao mày rồi? Chắc nó tại hồi mà lúc em mới quen ảnh được tháng á, cái tự nhiên có cô bạn gái cũ của ảnh chia tay mấy năm, tự nhiên thấy ảnh có bạn gái mới, cái tự nhiên đòi sống đòi chết. Cái anh này thì cũng nhắn tin qua kêu anh chỉ quen nó qua đường thôi nên em yên tâm rồi này kia, rồi kêu em đừng có tự tử nữa. Thế là vô tình em đọc được, em tức cho tới đến bây giờ 6 tháng trước khi cưới, cô bạn gái đó từ bên nước ngoài cũng gọi điện về, xong rồi em mới gặng hỏi mà anh không trả lời, cái xong em cứ ám ảnh cái vụ tới giờ luôn. Cho nên là mỗi lần ấy là cái kêu mày tao. Với lại giờ em giống như kiểu là em ghét quá em kêu mày tao. Lên cơn ghét lên là kêu mày tao luôn. Với lại em kêu mày tao giống như kiểu như thân mật á chị. Yêu đương gì kiểu giống như thương gì phải không? Dạ, giống bạn bè thân mật. Nhưng mà Cường có cảm thấy thoải mái với những cái từ đó? Em thấy không thoải mái chút nào cả. Không thoải mái đúng không? Tại vì mình lớn tuổi hơn mà. Ví dụ như ở trong nhà, trong phòng riêng tư của hai đứa thì không vấn đề. Mà đi ra đường mà nói chỉ mày tao, mình thấy cảm thấy mình khó khăn lắm, khó chịu lắm. Đi ra đường cũng nói luôn hả? Đôi khi cũng có nói. Vậy chồng có xưng ngược lại mày tao không? Dạ không. Không dám. Dạ không hả? Bao giờ. Không dám. Thử gọi cái là bắt đầu là lớn chuyện à. Tại vì trên suy nghĩ của em lúc nào cũng muốn là giữ hạnh phúc gia đình cả. Ở ngoài ra thì cái cô bé này, ngoài chuyện xưng hô ra thì còn có khi nào mà đánh em không? Có, vừa đánh vừa lo làng. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. là mình đã bị đánh hả? Vừa đánh trống vừa thổi kèn luôn hả con? Rồi đúng đổi thừa, vừa có mét không? Có mét mẹ không? Dạ có. Em nói trời ơi tôi mét bố tôi vô coi. Cái cọc điện thoại cái anh này anh giật lại. Bây giờ một tuần là gây lộn bao nhiêu lần? Chà, chắc đếm không sể đúng không? Tại bây giờ là hạn chế bớt rồi. Thậm chí cả xưng hô mày tao cũng hạn chế luôn. Tại vì em đã quy định rồi, cứ người nào nói mày chữ là 10 ngàn. Tao chữ cũng 10 ngàn. Đánh như kinh tế luôn. Đó. Rồi bây giờ cho anh biết luôn, anh này ảnh có lộ ra những cái tính xấu gì không? Từ hôm vừa rồi em suy nghĩ mãi luôn, em chỉ để thấy được có 3 tính xấu thôi. Tại vì chồng em thấy thật sự quá hoàn hảo. Là từ may vá, nấu nướng cho tới tất cả việc phụ nữ, make up, làm tóc thì em đều biết hết. Wow. Bây giờ xấu là cái gì? Xấu thứ nhất là ảnh đi làm về, leo lên giường, không tắm, nằm đắp chanh ngủ luôn. Xong bắt đầu cái em kêu anh ơi dậy đi tắm đi, em cởi đồ giùm cho. Cái xong rồi cầm cái quần như nè, thôi anh không tắm. Anh không tắm rồi, anh mệt quá đó, đúng không? Rồi, cái gì nữa? Cái thứ hai là thả bom quá nhiều. Phòng của tụi em mở máy lạnh á, thì cứ làm một tí ảnh đọc báo hay gì, rồi xong bắt đầu là thả qua nơi sắp hết rồi thả qua kia. Rải rồi, cái B52 mà rải đầy. Nhiều khi một tí mà rải tới 5-6 quả, em bó tay luôn. Không biết nào lấy đọc trị đọc đi, lấy hộp bích lùi cho không ai. Hay coi gì nữa? Ảnh lâu lâu em
nhờ làm việc thì ảnh cọc tính lắm, ảnh nạt lại em. Em bực thì em nạt lại, cái bắt đầu anh ta ngồi im ru mình, lâu lâu anh ta cũng có khóc nữa. À, bé có tự kỷ. Dạ, bé có tự kỷ. Là một người rất là thiên hướng về gia đình á. Dạ. Và nội tâm á. Giờ sao rồi, chồng thấy vợ nhiều cái xấu không? Vợ nghĩ mãi mới ra được ba cái xấu của chồng đó. Vợ thì nhiều xấu lắm. Đúng là con nít thì phải nhõng nhẽo rồi. Mình không nói rồi. Rồi cái xấu lớn nhất là nói mày tao. Còn cái là hay đòi mua đồ. Sau lưng thì kêu anh ơi, hai chồng mình để anh tiền nha, muốn mua nhà ở riêng. Nhưng mà trước mặt thì kêu anh ơi em thích này nè, mua này đi anh. Đó bản chất của con nít. Nít là hay vòi quà. Nít là thích quà cáp vậy đó. Ở bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi đi. Bớt dữ dằn đi, ít nói mày tao đi. Ít nói hay là dứt khoát luôn. Hiện tại bây giờ em không yêu cầu là dứt khoát. Tại vì nếu mà đã nặng như vậy rồi mà còn dứt khoát thì khó lắm. Thì bớt thôi. Rồi cái gì nữa? Bớt tính bạo lực đi. Tức là bớt đánh em đi đó. Không, tại vì đôi khi vợ em tối mất ngủ á. Em đang ngủ mà dặn bớt. Nhưng ông giờ dán xuống. Lý chẳng do? Ngủ không được dặn. Rồi, còn em thì sao? Em cũng không muốn chồng em gì nhiều. Chỉ là anh cứ như vậy là em vui. Nói như vậy vui. Dạ. Đôi khi lại ghiền, lại nghiện cái tiếng mà. Cái tiếng bom. Ơi, bây giờ vậy nè ha. Chị chỉ có một cái cảm nhận về cái cuộc sống của vợ chồng em là như thế này. Ra thì tưởng là nhỏ nhưng mà thực ra nó không có nhỏ đâu nha. Tại vì như này, nãy giờ nói chuyện với bạn chồng á, lâu lâu có để ý nhìn vào cái đôi mắt của bạn chồng. Có những cái lúc mà bạn nói cái cảm xúc của bạn á, giống như một cái sự mà nó tức á, nó trào lên tới mắt luôn. Rồi giống như là vừa tâm sự với chương trình nhưng mà cũng vừa có một cái ý là muốn để vợ hiểu, để vợ bớt lại. Đó là cái cảm nhận của chị. Chị nghĩ rằng nếu mình không dừng lại thì nó sẽ vượt cái ngưỡng. Mà cái gì cũng vậy, từ xưa ông bà mình đã nói cái câu là tức nước vỡ bờ ha. Thì cái đó tưởng là nhỏ nhưng mà nó không nhỏ tí nào. Còn đương nhiên em còn nhỏ quá, 20 tuổi mà để mà gọi là bước vào cái cuộc sống vợ chồng á, thì chắc chắn là những cái cá tính của một đứa con nít chưa thể nào hết liền được. Đó, tuy nhiên mình không dựa vào cái chuyện đó để mình bạo biện cho cái việc trẻ con của mình. Bởi vì sao? Nếu mình chưa lấy chồng thì thôi, mình cứ việc như thế qua thời gian, thì bắt đầu mình từ từ mình chững chạc lên. Nhưng mà khi mình đã lấy chồng rồi thì mình phải nhớ là mình là một người phụ nữ trẻ, một người vợ trẻ, chứ không còn là con nít nữa đâu. Theo chị là nếu như em đã nói được cái điều là em muốn chồng như vậy thôi là em vui rồi, thì có nghĩa là hiện giờ em đang sở hữu một ông chồng quá hoàn hảo. Thì mình đừng bao giờ để mất đi cái vật quý mà mình đang sở hữu. Thì nếu khi em thực sự yêu chồng thì tất cả những cái điều mà anh muốn là em sẽ dẹp bỏ được hết. Bởi vì chuẩn bị cái cơn lên nè, tao nói cho... Thì tự nhiên mình suy nghĩ làm vậy thì chồng mình tổn thương, người ta còn coi chồng mình ra cái gì nữa. Đúng không? Có nghĩa là mình tôn trọng mình trước thì người xung quanh mới tôn trọng chồng mình. Đó là cái điều em nhớ điều đó. Sau này cũng vậy, khi mình có con, mình tôn trọng chồng thì con nó mới tôn trọng ba. Ngược lại, ba tôn trọng mẹ thì con nó mới tôn trọng mẹ. Đó là một quy luật muôn đời rồi. Em hiểu không? Ha. Rồi, thay đổi. Chúc tụi em hạnh phúc. Rồi, chào em. Nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối tối, xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Thôi một đôi trai tài gái sắc à. Thôi tiên đồng ngọc nữ đi. Đúng rồi, tiên đồng ngọc nữ. Rồi chào hai em. À, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả các vị khán giả ở đây. À, cũng như các bạn khán giả đang xem truyền hình thì mình tên là Trí Quân, thì nghệ danh là Trí Quân ạ, còn tên thật là Nguyễn Trọng Quân, và đây là bà xã. À, Quân ơi, năm nay Quân bao nhiêu tuổi và công việc của Quân đó là gì? Năm nay em 28 tuổi, công việc của em thì là người mẫu, và bên cạnh đó thì em đang phát triển con đường nghệ thuật và ca hát, là ca hát và diễn viên ạ. À, có nghĩa làm trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí đúng không? Mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. À, em tên là Trúng Huyền Thanh và năm nay em 20 tuổi và em đang làm người mẫu tự do. Ủa, các em là quê ở đâu? Dạ, ở Hải Phòng ạ. Ủa, nhưng mà hiện tại thì các em sinh sống ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, dạ. Rồi, bây giờ kể cho chương trình được biết là cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào? Cái lần đầu tiên mà em gặp Thanh ở lúc ấy là em 20 tuổi mới ra trường. À, khi đó thì em là cũng là ngày đầu tiên em tham gia vào cái câu lạc bộ người mẫu ở Hải Phòng. Thì cũng gặp rất là nhiều những cô em gái trong đó rất là xinh. Nổi bật trong đó thì có mình để ý cô em gái mình là Thanh thì rất là ngoan, rất là cao, rất là xinh. Đấy, lúc đó mới 13 tuổi thôi nhưng mà thực sự nhìn rất là lớn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cả cái câu lạc bộ đó thì chỉ có một mình Thanh là có mẹ
kèm cặp như là coi như giám sát 24/24 con tầm mẹ đứng nhìn em chăm chăm vậy nè. Thôi thì lúc đấy thì coi như là em gái mưa thôi, em trai anh trai mưa vậy đó. Mình chỉ quan tâm thôi chứ mình không có tiến tới hay là mình không có dám gần gũi. Thế còn em thì sao? Em gặp thực ra thì... là lúc đó em có 13 tuổi thôi, chắc là sợ đi tù. Lúc đó em có để ý gì đến anh này không? Dạ, không, lúc đó thì em thấy anh này thì cũng cao, to, đẹp trai thôi. Ừ. Thì cứ nghĩ là không có nghĩ gì sâu xa. Nói tóm lại là các bạn đã để ý nhau trong lần đầu gặp nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Và đến bao lâu thì mới tiến xa chút xíu? Có rất là nhiều những cái giai đoạn mà có như phải nói là em đã gặp rất là nhiều khó khăn. Sau đó thì em vào Sài Gòn lập nghiệp. À, có nghĩa là các bạn bẵng đi một thời gian, dạ, không gặp nhau. Yeah. Thế rồi làm sao mà giữ được cái liên lạc với nhau? Một năm thì em sẽ về Hải Phòng khoảng 1-2 lần. Thì yeah, hai anh em vẫn gặp gỡ nhau, cũng sẽ vẫn hỏi thăm. Nhưng mà lúc đó là... Em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Năm đó khoảng 17 tuổi. 17 tuổi, đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó là cũng có người yêu, lúc đó cũng biết yêu rồi. Có bị mẹ kèm cặp nữa không? Dạ, cũng có. Trước khi về Hải Phòng em có nhắn tin trước cho Thanh. Tại vì em thấy là trên Facebook á, là Thanh có bạn trai. Xong rồi cái thời gian đấy, đúng lúc là thời gian đấy là Thanh lại chia tay cái người bạn trai đấy. À. Đó. Thì em thấy là đợt này mình cũng về. Chắc cơ hội này mình nhân tiện mình thử gặp gỡ, mình thử làm tiến tới, mình thử hẹn hò xem như thế nào. Thì đến lúc mà em về tới Hải Phòng, em nhấc máy điện thoại em gọi thì đến mất tích luôn. Không dám nghe máy, không dám trả lời gì luôn. Là Thanh cho leo cây. Là em chạy mất dép luôn. Sao vậy? Tại vì thực sự là ngày đó em rất là ngại và rất là sợ khi mà tiếp xúc với người con trai lớn tuổi hơn em. Sau đó khoảng nửa năm. Nửa năm nữa. Thì hai người lại gặp nhau ở trong một cái show diễn ở Đà Nẵng. Lúc này là Thanh vừa mới tròn 18 tuổi. Thấy cô ấy càng xinh, không biết là giờ có người bạn trai chưa mà cũng có hỏi thăm. Khi mà sau buổi diễn bắt đầu đi có một bữa tiệc nhỏ nhỏ cùng với anh chị nghệ sĩ, thì bắt đầu em nảy ra ý định là kết nối lại xem có được hay không. Hình như là cô này lúc đấy là cô cũng bắt được sóng của mình, là mình chuẩn bị mình tiến tới hay sao ấy. Hay cô ấy lại cho mình leo cây. Là cô ấy thân thiết hơn với một anh chàng khác. Tại vì cái ngày đó thì em nghĩ anh này chắc cũng không có man đâu. Nghĩ là... Cái hẻo lão quá hả? Xong rồi trang điểm, make up á. Xong rồi cái hôm đó thấy cứ vừa hát vừa nhìn, hát mấy câu mà kiểu tình tứ. Xong rồi cứ nhìn em á. Là em nghĩ tôi chết không được. Rồi đến bao lâu thì các em mới chính thức hẹn hò nha? Khoảng cũng tầm nửa năm sau. Nhất có tam đó. Nhất có tam mà may lần thứ ba là dính á. Bà dính không? Kể chuyện lần thứ ba thôi. Cái lần thứ ba thì... đó là hôm đó là tụi em dự một cái sinh nhật của một người bạn. Thì hôm đó thì em cũng vừa mới qua 18 tuổi. Thì em uống rượu được rồi thì cũng có chút men trong men. Người. Thế cái hôm đó thì cái nhìn anh này đẹp trai quá. Ngồi ở giữa tụi em thì có một cái anh bạn chung của hai người á. Thì em mới bảo anh là anh đi ra chỗ khác ngồi đi cho tụi em ngồi cạnh nhau. chủ động là em chủ động. Xong rồi thì bắt đầu hai đứa ngồi cạnh nhau thì cũng nắm tay, nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối tối. Xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Bạn này là gọi là lớn rồi, còn bạn này mới có 18 thôi. Rồi. Cho nên chủ động là đúng rồi, bạn này bắt buộc phải sàm sỡ thôi. Người ta mở cửa cho mình mà. Nhưng mà có được không? Nhưng mà ai không có làm... Không được gì. Nhưng mà nè, cái bữa đó ngoài nắm tay ra có làm gì nữa không? Môi ạ. Ngay ngày hôm sau luôn là em sẽ nhắn tin, em nhắn tin luôn là bây giờ là bạn gái anh nhé. Xong rồi mình hẹn hò cái thứ. Và anh ấy cũng là người đầu tiên mà được mẹ em đồng ý cho yêu luôn. Từ đó là hai bạn là yêu nhau. Rồi cho đến khi lấy nhau là không có biến cố gì xảy ra đúng không? Khi mà yêu nhau và có cái lòng tin nhất định rồi thì Thanh nghĩ rất nhiều về cái việc mà hai đứa sẽ về chung một nhà. Thì chỉ đợi một cái cớ gì đó thôi. Và Thanh cái cớ đó là cái gì? Là đó có đó. Em bé ạ. Khi mà tụi em quen nhau được 6 tháng thì bắt đầu đã có cái ý định đó nảy sinh trong đầu. Và mới 6 tháng yêu mà đã quyết định đi xăm tên của hai đứa vào trên cái ngón tay mà đeo nhẫn cưới ạ. Nhưng mà cái lúc mà em có em bé thì là em có để cho mẹ biết không? Có nói cho mẹ ôi biết không? Sợ lắm ạ. Dù lắm ạ, không dám. Hai vợ chồng cứ bắt đầu là nghĩ cách chứ từ giờ phải làm sao, nói như thế nào để cho mẹ nguôi, để nói như thế nào để cho mẹ đồng ý. Thì bắt đầu quyết định là em về Hải Phòng trước. Là bắt đầu là hai mẹ con lên phòng thủ thỉ với nhau. Lúc mẹ nghe thì sẽ thái độ mẹ sao? Mới đầu thì mẹ em không cho cưới. Mẹ em kêu cứ đẻ đi tao nuôi. Xong rồi là một thời gian thì bắt đầu là em nhờ đến bố.
Khi mà bố nghe tin em có em bé, bố đồng ý cưới luôn. Cho nên là nhờ bố đúng không? Dạ. Bây giờ là tụi em, cuộc sống của tụi em bây giờ là coi như suôn sẻ, coi như là hạnh phúc đúng không? Dạ. Hai bạn là rất là đẹp đôi đúng không? Vậy thì ở với nhau có tật xấu lò rao. Nhưng mà trước khi mà kể tật xấu thì em muốn biết là cái thời lượng chương trình bao nhiêu phút ạ? Trời ơi. Đến lúc để mà chúng ta giật mặt nhau đó. Và đây là phần khán giả khoái nhất đúng không? À. Bây giờ mời Thanh. Dạ thì hầu như những cái tật xấu của chồng em thì đều liên quan đến em hết. Ủa, lý do là... Tại vì mới đầu á thì chồng em nói chung là kiểu cũng kiểu thanh lịch ấy, công dung ngôn hạnh. Nhưng mà khi mà bắt đầu quen em á thì bắt đầu lầy hơn. Dạ lầy hơn. Em ở nhà là ai cũng xì hơi hết. Nhưng mà em thì không muốn kiềm, tại vì là những cái đó thì khi mà mình ở bên cạnh người mình quá là thân thiết rồi thì mình tại sao mình phải giữ kẽ và em năn nỉ anh này trước là anh xì hơi đi để năn nỉ tức là xui á. Rồi em có nghe lời xúi dục của vợ không? Em không, tại vì bên nhà em truyền thống gia đình là không có cái việc xì hơi trong gia đình. Em đưa ra cái con số là ai xì hơi trước sẽ được 500 ngàn. Thế ai cái là người xì trước? Nhưng mà vì... em quyền 500 ngàn mà em đánh mất nó... chính mình. Nhưng mà cuối cùng em đâu nhận được 500 ngàn đó đâu. Cuối cùng là vợ chỉ đưa ra cái cớ thôi để mình giải thoát cho cái niềm đam mê của cô ấy thôi. Nhưng mà em cũng cảm ơn cái việc đó, tại vì tự nhiên sau cái lần mà vợ cũng giải phóng cho mình, mình cũng cảm thấy là ơi tại sao mình không làm cái việc này từ xưa đến giờ, mình bị bí bách bao nhiêu năm nay. Em bị bí bách. Anh mắc cười nhất là cái vụ mà bí bách bao nhiêu năm đó. Mà bây giờ nhờ vợ em mà khai thông rồi đúng không? Em phải biết ơn vợ. Nhưng mà em thấy đó là một cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời em. Sao vậy? Tại vì từ cái ngày đó trở đi là trời ơi, một ngày không biết bao nhiêu lần. Là em bây giờ trở thành nạn nhân đúng không? Chủ mưu rồi, bây giờ em thành nạn nhân rồi. Bây giờ tiếp đi, còn cái tật gì nữa nè? Xong rồi hay ăn tỏi ạ. Ăn tỏi mà đi nằm ngủ xong rồi cứ thi thoảng hà hơi vào mặt xong rồi còn ợ. Thật sự lúc đó em chỉ muốn độn thổ. Còn gì nữa không? Dạ chắc là hết rồi sao? Nếu mà hết thì bây giờ tới ảnh đó nha. Dạ, chắc rồi tới em đó chứ. Chắc em cũng xin thời lượng. Hồi nãy em hỏi mà. Xin thêm thời lượng. Có cái câu chuyện này, câu chuyện đầu tiên. Chứ mà vợ em rất là vô tư. Vợ với mẹ với cả chị, với cả em gái trong gia đình thì rất là thoải mái với nhau. Thì có một hôm mà mẹ em gội đầu xong thì mẹ em cuốn cái khăn trên đầu này ra ngồi cạnh con gái, con dâu. Lúc em không có nhà thì con dâu chỉ nhìn này thôi. Xong rồi nói mẹ là: mẹ ơi, sao mẹ nhìn mẹ giống phù thủy đấy. Và mẹ chỉ bảo là: đấy, xem lại vợ ông đi. Ông lấy vợ rồi giờ nó ngồi nó bảo mẹ giống phù thủy. Thế em bảo chết rồi. Thế em bà mới hỏi: tại sao bảo mẹ giống phù thủy, mẹ làm gì? Thế em bắt đầu mới nói là thực ra là không phải là giống phù thủy. Tại vì xem cái phim mà Tiên Hắc Ám á, thì có cái cô Angelina Jolie á, là cô có cái quả ma cao. Mẹ em cũng gọi ma cao, xong cô cuốn cái đầu đen này. Dạ, tại vì thực ra là lúc đó em không có nhớ cái tên phim nó là gì. Thế xong thấy hai cái mắt mẹ xích xích lên như này, xong rồi nhìn đeo đội rồi kêu nhìn mẹ giống phù thủy. Nhưng mà nói xong câu đó bị hớ đúng không? Bị hớ. Rồi, còn gì nữa? Vậy em ngủ nướng rất là nhiều. Từ cái thời là con gái ngủ dậy là lúc bình minh là 11-12 giờ trưa không à. Đẻ con xong rồi thì vẫn như thế, vẫn về nhà chồng vẫn ngủ đến 11-12 giờ. Dạ. Rồi có cái tật xấu gì mà nó nặng hơn nữa không? Hậu đậu. Đề da nội trợ tốt không? Là làm cái gì cũng hay bị đổ vỡ rồi này kia, nên là ít khi là để động tay vào việc nhà nhiều. Đổ vỡ mà hay đổ thừa không? Đúng rồi, đó, đổ vỡ mà hay đổ thừa. Mà đổ thừa một cái lý do mà mình nghe xong thì mình cũng chỉ biết là ngậm ngùi thôi. Tại vì nói là mỗi lần mà check em cáu quá, tại vì thấy rơi đồ hoài à. Động một cái gì cũng rơi, xong rồi động cái gì cũng hư. Thế mà sao suốt ngày hư thế? Thế bà vợ quay ra nói: thì tại vì người ta đẻ xong rồi, đẻ con xong rồi bị như thế. Chị ăn đến đâu. Quá hợp lý. Rồi giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Không đến nỗi là em muốn vợ thay đổi cái gì của đó quá nhiều mà. Sao thì vợ vẫn cứ là chính bản thân mình. Nói chung về cơ bản thì chồng không muốn vợ thay đổi gì cả. Chỉ cần tích cực hơn trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống thôi. Thì mình sẽ hạnh phúc.
Thế còn Thanh? Thực sự là em cũng không muốn chồng thay đổi điều gì. Bình thường thì chồng cũng hay nói nhiều lắm, nhưng mà thực ra là nói nhiều thì là mới quan tâm đến mình, nhưng mà không nói thì mới thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái tụi em cái công việc là Thanh đã bắt đầu trở lại công việc nghệ thuật của mình chưa? Hay là rồi ạ. À, em bé được mấy tháng? Dạ, em bé hiện tại là được hơn 4 tháng. Một tháng rưỡi. Mới có hơn 4 tháng thôi mà phọt phiết là coi như là hoàn chỉnh, coi như là gần như là như cũ rồi nè. Dạ. Giỏi ghê không? Chị thấy á, là bây giờ nhìn tụi em á, chị thấy cái đường mà đường phía trước của tụi em rất là rộng. Dạ. Tại vì hai bạn á đều có một cái ngoại hình rất là đẹp. Và ai cũng có một cái duyên dáng. Để chúc tụi em hạnh phúc và chúc tụi em sẽ thành đạt hơn nữa nha. Dạ. Em làm nư. Em giả bộ bây giờ không cho cưới là con nhảy lầu. Cái đó mày làm nư. Cái ở nhà trước thì có cái bạc ở trước cái máy hiên. Em nhảy xuống cái bạc cái đùng, đâu có rớt xuống đâu, rớt xuống cái bạc thì nhảy xuống dưới, cái mẹ tưởng là nhảy xuống thiệt. Không cho cưới. Thôi vậy đó hả? Cho cưới. Mẹ sợ quá. Trời ơi. Trời ơi, em cũng hoảng hồn tại nhiều quá. Nói nhiều hay cầm ràm. Ừ đó, cầm ràm. Rồi thêm một cái nữa là đi ra ngoài đường người ta đụng xe hay quẹt xe gì đó, nhảy vô, đòi can người chửi người ta trùm lum hết. Ê, chửi nào? Không, cái đó tốt. Giống như đoàn nữ hiệp sĩ vậy đó. Đó, ờ được cái đó. Hai vợ chồng ta cãi lộn xong rồi quay qua giục chiếc xe cái đòi để thắng thắng lại em chửi ông này lại cũng quýnh luôn. Tông cái đó trời. Cái đó mà. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên Lê Hoàng Lộc, 35 tuổi, nghề nghiệp buôn bán. Nhà bán cháo vịt ở ngoài quận 3, cháo vịt Liên. Ở quận 3 đường nào em? Đường Nguyễn Thiện Thuật. Đường Nguyễn Thiện Thuật, quán cháo vịt Liên nổi tiếng lắm nha anh. Rồi, anh biết rồi, anh đã tới ăn rồi, dạ. Ăn chung với thầy Minh Nhí. Dạ đúng rồi. Mời em. Dạ, còn em là tên là Trần Thị Ngọc Thủy, hiện đang là MC, diễn viên, năm nay em 34 tuổi. Lâu lắm rồi anh mới gặp lại Thủy đó. Dạ. Hy vọng là câu chuyện của Thủy sẽ rất là thú vị. Cũng như, dạ. Lâu lâu quá rồi em chưa đoán, em đoán đi. Trong một dịp tình cờ sau khi dẫn chương trình xong thì tối hôm đó Thủy về, Thủy đói bụng và đi vào cái đường Nguyễn Thiện Thuật thì chỗ đó nó bán rất nhiều món ăn. Trời ơi, sao thấy vậy? Lại còn một cái quán cháo vịt và ngày hôm đó quán chuẩn bị dọn. Nhân viên về hết, chỉ còn có một thiếu gia bán cháo vịt. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau và té lửa nhau và chiêu. Và từ đó hai bạn kết nhau và cuối cùng ông cháo vịt này đi cua cô Thủy, đúng không? Yeah. Hay, trời ơi. Bữa nay á, trời ơi công nhận. Vợ chồng son nay 6 năm rồi lần đầu tiên đoán trúng đó em. Giật mặt của vậy. Cũng gần đúng anh. Dạ thì em với chồng em là bạn học với nhau. Cách đây là 12 năm, hồi đó học chung lớp 10 với lớp 11. Là lúc đó là biết nhau rồi, nhưng mà sau đó là không có gặp nhau. Rồi 12 năm sau mới gặp lại. Thì vô tình là hôm đó là em đi chụp hình á. Thì tối hôm đó là buồn quá mới nói thôi, tự nhiên thèm ăn cháo vịt quá. Thì hai đứa mới đi tìm trên cái đường đó, thấy đường Nguyễn Thiện Thuật, nó hình như là cái quán này nè, mày đi vô đi. Cái vô thì thấy mẹ chồng em đang đứng bán, thì em nói à đúng rồi cái quán này nè. Cái mà bác có thằng Lộc ở đây không bác? Cái này có, nó đang nhậu trên lầu con kêu không? Dạ thôi đừng kêu nó bác, đừng kêu để con ăn. Xong cái ăn xong về cái xuống cái con kêu Lộc không con? Dạ thôi để con về luôn bác. Cái tự nhiên cái đi ra cái ảnh ngồi trên lầu ảnh nhậu, anh ngó xuống thấy anh kêu ủa Thủy đi đâu vậy? Nó ơi đi ăn cháo vịt lão sơn kêu vậy. Cái rồi cái định về luôn mà tự nhiên lúc đó cái mình mắc toilet quá. Mình đính muốn đi vô toilet mà mình nghĩ mình đi vô toilet thì ảnh sẽ tưởng là mình đi vô tìm ảnh sẽ đi xuống đúng không? Mà bây giờ không đi vô thì không biết đường nào để đi nữa. Cái thôi quyết định đi vô luôn. Thì đúng ý với rằng mình nghĩ là mình vừa bước vô là ảnh bước xuống chặn đường mình. Rồi nói chuyện xong luôn. Nói chuyện một hơi một hồi xong cái rồi rủ ngày mai họp lớp nha, ngày mốt họp lớp nha. Rồi kiếm cớ gặp mình, add Facebook rồi kết bạn rồi like miết luôn. Cái là mình cũng suy nghĩ. Lúc đó cái cảm giác em sao? Thấy bạn này trổ mã, trổ giò rồi có đẹp trai không hay dạ, là sao? Thì lúc đó là em nhìn thấy chồng em là một người hoàn toàn khác với hồi xưa luôn. Hồi xưa là quậy dữ lắm. Rồi lúc đó em thấy là tự nhiên mặc quần tây đen nè, em nhớ luôn là áo thun trắng, rồi mập mập hơn, rồi cái mặt hiền queo, cái đôi mắt cũng hiền queo nói chung là cái ấn tượng gặp lại sau 12 năm khá là tốt. Còn Lộc thì sao? Đó, đúng rồi, đó em thấy sao mà em thấy em phóng từ trên hơn. Lầu em phóng xuống đẹp hơn. Rồi lúc mà em nói chuyện xong rồi trong đầu em lóe lên cái suy nghĩ gì? Dớp liền vậy. Dớp liền thấy không? Rồi em tìm cách nào đó để mà em chinh phục Thủy. Bảo đưa đón luôn. Bảo đưa đón. Đưa Thủy đi học rước về. Rồi chở đi diễn. Bích lịch luôn á, không đi đâu được. Bích lịch luôn. Lúc đó ai ở nhà phụ mẹ bán?
và vẫn bán ở ngoài đó, thì cứ rảnh thời gian thì chở đi liên tục suốt luôn. Mà thời gian kéo dài bao nhiêu lâu thì coi như là em vớt được cô Thủy? 2-3 tháng hả? Cỡ khoảng 3 tháng. Đó là em đã có cảm tình, cảm mến anh này chưa? Nói chung là em cũng có thiện cảm nữa. Là bởi vì hiền, thương mình, chăm sóc mình, chiều mình, lo lắng cho mình. Nhưng mà anh muốn biết là mỗi lần mà Lộc đưa em về nhà đó thì có tiếp xúc với phụ huynh không? Dạ trời, chồng em là cái người là siêu nịnh luôn. Đặc biệt là nịnh người lớn tuổi, ba mẹ em rất là thương chồng em luôn. Là lần đầu tiên em dắt về chơi, lúc đó là chưa có quen nhau nha. Lúc đó là khoảng mùng 3, mùng 4 Tết. Thì vừa vô nhà em chào ba mẹ em, chúc Tết ba mẹ em, xong đi thẳng lên lầu. Lên nhà trên, chứ mới lên lầu, lên nhà trên. Rút nhang ra cắm bàn thờ, đốt bàn thờ. Trời, ba mẹ càng thích nữa. Em suy nghĩ cái thằng này nó bị khùng, tự nhiên nó vô nhà mình nó đốt nhang bàn thờ. Trời, từ đó giờ đâu có ai làm vậy đâu. Ảnh cũng là người rất là thiệt tâm, thương ba mẹ em, là lễ phép với ba mẹ em, cũng nói chung là rất là dễ thương, là cho nên ba mẹ mình mới thương ảnh. Rồi bao lâu thì em mới đặt tiến tới là cái như đặt vấn đề cưới đó. Vấn đề này cho em nói đi. Cái lúc mà chưa cua được em là đòi cưới em luôn rồi. Ủa là mấy tháng? Dạ thì có 2-3 tháng đó. 2-3 tháng nói là nói chuyện cưới xin như là đã cua được em rồi vậy đó. Lúc đó em nói chuyện với mẹ thì mẹ nói sao? Mẹ không chịu. Sao vậy? Sợ là về không có lo được cho vợ. Chưa có chín chắn. Em có thuyết phục mẹ không hay sao? Dạ có chứ. Em làm nư. Em giả bộ bây giờ không cho cưới là con nhảy lầu. Cái đó mày làm nư. Cái ở nhà trước thì có cái bạt ở đằng trước cái máy hiên. Em nhảy xuống cái bạt cái đùng, đâu có rớt xuống đâu, rớt xuống cái bạt thì nhảy xuống dưới chứ mày tưởng là nhảy xuống thiệt. Không được cho cưới. Thôi vậy đó hả? Cho cưới. Mẹ sợ quá. Trời ơi. Trời ơi, em cũng hoảng hồn. Tại vì trước đó khoảng chừng nửa tháng, một tháng là mới mổ dây chằng đầu gối. Mà nhảy từ trên lầu 1 xuống mình cũng hoảng hồn. Em mới tức quá, ủa em không nghĩ là chồng em lại hành động nông nổi như vậy. Mẹ không cho thì từ từ thuyết phục mẹ. Nhưng mà lúc đó là chỉ có mới 2 tháng quen nhau thôi đó. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó thì bao lâu thì tụi em lấy nhau? Sau đó tụi em chia tay nhau cũng 2 tháng nữa. Sao cái chuyện đó là chia tay? Dạ chia tay cũng 2-3 tháng nữa đó. Xong rồi quen lại chừng 1-2 tháng sau cái là mới cưới luôn. Rồi sau khi cưới về có bao nhiêu tật xấu, có cái gì nó lòi ra hay không, có vỡ mộng gì hay không? Dạ sau khi cưới nhau là đối với em nó giống như là từ thiên đường mà xuống địa ngục, nó nhanh lắm. Tại vì lúc mà em được quen chồng em là em được cưng, em được thương, được chiều hết sức luôn. Còn về cưới nhau em cảm thấy trời ơi, sao mà cái cuộc đời mình nó bi kịch dữ vậy, tại sao mình lấy phải một cái người chồng nó kinh khủng dữ vậy. Chồng em là một cái người con rất được cưng, công tử bột, chỉ có ăn chơi thôi, không làm gì hết trơn á. Em về hay em nấu cơm là không có ngồi xuống ăn cơm với em đâu. Bới tô ngồi lên ghế ăn vậy, em ngồi dưới đất em ăn. Thích về thích đi, không cần nấu ăn gì hết trơn. Cái em mới tức, em mới nói là lần sau mà tôi nấu mà không về ăn thì tôi sẽ không bao giờ nấu nữa. Đúng 12 giờ trưa phải về ăn cơm cho tôi. Em nói vậy. Thế là trưa là cũng về ăn cơm. Ăn cơm phải xuống mâm ngồi ăn, chứ không ăn trên ngồi trước như vậy. Cái thứ hai nữa là anh hay nhậu lắm. Mỗi khi anh nhậu về là cái tánh ảnh thay đổi. Anh không phải là anh nóng tánh lắm kìa. Cái lúc đó em mới đi thăm bạn ở bệnh viện về thì về khuya quá. Thì lúc đó anh cũng nhậu về, cái mặt anh đỏ hết trơn à. Tự nhiên cái ảnh chửi em quá trời luôn. Anh ơi là đi đâu cũng phải nói, tại sao đi không nói, không có xin phép. Mà em thì thuộc dạng cá tính mạnh, không có thích luồn cưới ai hết. Thế là cãi nhau, lớn tiếng với nhau. Cái hành động kinh khủng nhất của chồng em đã cảnh cáo trước đó khi giỡn rồi, là chồng em tấn em xuống dưới cầu thang và bóp cổ em. Là lúc đó trong cơn say xỉn, thì lúc đó là anh không có kiểm soát được, anh bóp cổ em. Lúc đó em cũng quá thất vọng, em cũng hoàn toàn kiểm soát được cái tâm trí của em rồi, em không quá nóng. Em buông hết, em thả lỏng luôn, em coi chồng em thật sự là có phải chồng em hay không. Xong cái tự nhiên anh thấy mình buông xuôi, tự nhiên anh buông ra. Thì lúc đó em quá thất vọng mà, em mới khóc. Em mới nói là anh khốn nạn quá rồi, tôi không ở được với anh nữa. Thì ngay trong cái lúc đó là em lên em tấn đồ hết trong 2 cái vali, em thảy xuống cầu thang, em quăng 2 cái vali xuống cầu thang, kêu sơm chở về liền. Và em xác định là không bao giờ em quay lại nữa. Thì sau đó khoảng 10 ngày thì em ra ngoài em mướn nhà em ở. Sau đó thì khoảng 1 tháng, 2 tháng, 1 tháng mấy thì bắt đầu anh mới gọi điện liên tục. Anh nhắn tin liên tục, anh xin lỗi, nói lỗi này nọ. Em cảm thấy quá nhàm chán những cái điều đó rồi. Và thật sự mà nói nha, cái lúc đó là em cảm thấy là em bỏ anh là một cái gì đó nó nhẹ hết cái lòng em luôn á. Sau đó thì anh cứ quay lại, anh xin lỗi năn nỉ. Em nói là thôi tôi không có thương anh nữa, anh đi kiếm người khác đi, chứ tôi không ở được với anh đâu. Cái anh mới xin lỗi đồ này nọ. Rồi mẹ chồng, mà gia đình mình cũng nói thêm vô.
cái mình mới suy nghĩ là thôi bây giờ mình phải quyết định mình vì con mình một lần cuối. Cho nên em quyết định là em quay về để em thay đổi ảnh một lần nữa, quyết tâm là phải cố gắng một lần nữa. Thì em mới nói với ảnh là bây giờ em không hứa với anh là em sẽ quay lại với anh muốn em quay lại với anh thì anh phải giúp chính bản thân anh đừng nói gì con hay gì em nữa, tại anh thề thốt nhiều quá rồi. Anh hãy vì chính bản thân anh đi. Bây giờ em nói ảnh là phải đi bác sĩ tâm lý. Thế là đưa ảnh vô bác sĩ tâm lý, tìm được cái bác sĩ giỏi. Thì bác sĩ mới test tâm lý ảnh suốt 3 tiếng đồng hồ qua ngày hôm sau. Thì mới biết ảnh bị cái vấn đề là bị tự kỷ ám thị. Có nghĩa là cái điều gì mà nhiều người nói với ảnh hay là chỉ nói một lần thôi, mà cái điều nó thiên về cái điều tiêu cực thì ảnh sẽ nghĩ đó là ảnh. Thì bây giờ mình sẽ, mỗi khi mình nói chuyện với ảnh thì mình phải nói ngược lại, thiên về cái điều tích cực. Thì từ từ mình sẽ thay đổi ảnh. Và uống thuốc liên tục trong 9-10 tháng anh hả? Liên tục 9-10 tháng và thay đổi thuốc nhiều lần để thay đổi cái thần kinh, khiến cho ảnh ngủ nhiều, ảnh ổn định thần kinh. Và cái điều quan trọng là ảnh phải không được uống bia. Cho nên em tuyệt đối không cho ảnh đi nhậu. Em là một người rất là may mắn vì chồng em đã thay đổi được. Bây giờ nhưng mà bây giờ là anh thay đổi rồi. Dạ đúng rồi. Chồng anh thay đổi rồi. Anh thay đổi được. Và anh bỏ hết mọi thứ để mà anh xây dựng gia đình. Cái gì cũng nghĩ đến vợ con, cái gì cũng vợ con đầu tiên. Mà bây giờ bé nó mấy tuổi rồi cơ? Dạ cái bé đó, bé lớn thì bây giờ là 4 tuổi rồi đó. Là bé đó là anh cái động lực để mà anh quyết tâm là anh thay đổi. Anh rất là thương con anh. Dạ. Rồi bây giờ bé nhì là mấy? Dạ bé nhỏ thì mới khoảng hơn 10 tháng. Vậy đó hả? Dạ. Trời, chúc mừng em. Nhưng mà bây giờ là còn làm biếng không? Em kể chị nghe, nó là một cái quá trình nó vất vả với em lắm. Cưới về hứa với em là mở quán bún vịt, mở chi nhánh bún vịt, làm ăn lo gia đình. Trời, mình nghe em cũng hào hứng lắm. Về không thấy mở quán gì hết, im re mỗi lần kêu mở quán. Từ từ rồi em nói phải mở đi chứ, trời ơi có con rồi, bao nhiêu thứ tiền phải lo, sự tạo dựng sự nghiệp đâu thể nào dựa dẫm vào mẹ. Chẳng lẽ bây giờ suốt ngày đi ra quán hả? Bây giờ nói tóm lại là hiện giờ đang làm gì? Dạ thì bán bún vịt, nói chung là biết làm rồi đúng không? Bây giờ là đúng không? Em đã từng mở một chi nhánh rồi, nhưng mà lúc em có bầu cái đường nó vắng quá cho nên em dẹp rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ là có. Bây giờ vẫn phụ mẹ bán. Bây giờ chuyển qua cái này nè. Đó. Có tật xấu gì không? Nói nhiều. Nói nhiều, đúng rồi đó. Chị đồng ý với em nãy, nói nhiều quá. Nói nhiều, hay càm ràm. Ừ đó, càm ràm. Rồi thêm một cái nữa là đi ra ngoài đường người ta đụng xe hay quẹt xe gì đó, nhảy vô, đòi can rồi chửi người ta trùm lum hết. Ê, chửi nào? Không, cái đó tốt. Giống như đòi nữ hiệp sĩ vậy đó. Đó, được cái đó. Hai vợ chồng ta cãi lộn xong rồi quay qua giục chiếc xe cái đòi để thắng hắn lại, em chửi ông này lại, cũng quýnh ông luôn. Tông cái đó là cái đó. Em về mà em tức, dễ sợ lắm, muốn vòng xe ra ghê luôn. Em tức sao? Ông để cho em xử ông đó, em chửi ông đó. Đàn ông gì mà kỳ vậy, quýnh vợ. Rồi em nói tận gì nè. Chỉ vậy thôi, giờ em hoàn hảo hết rồi. Chứ em mong muốn vợ em thay đổi gì không? Bớt nói nhiều. Chỉ có bớt nói nhiều thôi phải không? Nó còn thấy sao? Là em có mong muốn bây giờ Lộc thay đổi điều gì không nè? Dạ mong muốn ha, thì em muốn là chồng em bớt nói với mọi người là em nói nhiều đi. Tại vì thực tế là hai anh chị không biết ảnh nói nhiều lắm. Ở đây là mọi người chưa có ra đúng đại của ảnh thôi, chứ ảnh là siêu nói nhiều. Là ảnh nói đến cái cơn của ảnh rồi là ảnh nói không cho ai nói luôn. Người ta vừa nói vô là ảnh kê tủ vô miệng người ta, anh không cho người ta nói. Nên là bây giờ cái mong muốn của em chỉ có như vậy thôi đúng không? Dạ còn, dạ còn nữa. Em muốn là chồng em là suy nghĩ cái gì cũng chín chắn hơn, rồi cũng lo tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình. Còn nói chung là ảnh rất là thương vợ thương con. Nói nghe nè, thực sự hồi nãy giờ á, ngồi nghe cái chuyện vợ chồng em á, chị đúng chị cảm nhận giống như em á. Có nghĩa là chồng em là một người bản chất rất là tốt luôn. Dạ. Rất là hiền luôn. Vợ em là người đã khai quật được cái điều đó lên rồi. Có nghĩa là em trở lại đúng như con người thật, cái bản ngã thật của em. Vợ em là người đã giống như là đồng cam cộng khổ với em từ những ngày đầu. Vợ chồng coi như là đã tìm được nhau rồi thì đừng bao giờ để mất nhau nữa. Chị chỉ mong vậy thôi. Cảm ơn anh chị. Và nhân hôm nay Lộc có muốn chia sẻ điều gì hay muốn nói điều gì với Thủy hay không? Đã. Xin cảm ơn vợ em đã động viên rồi thay đổi em. Anh cảm ơn em. Và anh cũng mong rằng là hai em mãi mãi hạnh phúc như thế này. Và đặc biệt rằng là phải ra chi nhánh mới nha. Cảm ơn hai em. Em cảm ơn chị.